Cái này biểu hiện cho bệnh nó ứng 6 vùng phản chiếu, đây là ứng dụng với tất cả cơ thể con người mà. Đây cái này cho sườn này, đấy cái này cho gót này, cái này là cho mạch máu và ta ấy này, đấy có nhiều cái tôi học sao không ạ. Sáu vùng phản chiếu tôi làm lấy, bây giờ tôi nói tôi không biết bằng tay tôi làm nhanh lắm. Bởi vì tôi tự học thôi, 30 lần đếm thôi, thầy giáo dạy 30 lần đếm, làm bên trái trước. Tôi lên lại chưa? Làm bên trái trước, bởi vì ông ấy làm tay ông ấy chỉ cho người trong làm bên trái. Thế còn không thì làm bên phải. Đấy, thì ông ấy làm bên phải. Nếu ấn tứ đại huyệt ấy thì chủ yếu là ấn bên trái trước, ấn bên trái nhiều hơn. Nếu cái huyệt số 0 này. Cái huyệt số 0 này nó có nhiều cái hay lắm, tôi học thì xem trong sách mà tôi đã thấy là nó có giá trị mà vô giá rồi. Chứ không phải là ấy đâu. Tôi mới thử cho tôi. Cho nên tôi muốn mua sách tôi kiểm tra xem là bấm cái huyệt nào chữa bệnh tiểu đường. Đấy để nó hạ đường huyết. Thì tứ đại huyệt đó cũng đã hạ đường huyết rồi. Tứ đại huyệt ở đây là huyệt 26 này. Đấy, huyệt 19 này. Huyệt 127 này. Huyệt số 0. Đó. Huyệt số 0 đúng không? Nó đây là cái số đây xem ở đây nó có đấy, cái số không đây này, số không nằm ở trên kia đây, nằm ở dãy tay đây, từ cái này kéo xuống tí nữa đây, là tứ đại huyệt đó, tứ đại huyệt của cái bộ mặt này này. Rồi tôi chỉ cần nghiên cứu mà đây còn có là số 65 này đúng không?